cộng đồng của em. Thế là em làm máy hả? Ông ơi, chị cán bộ dưới đây mà chị không ăn nữa mà chị đấy đây. Em không thích đây. Em làm cái gì đấy? Em chẳng làm sao ạ. Chứ mà chị cậy chị là bạn với chị thì tao phải cưới đâu, mà chị đã lấy đồ linh tinh của em thế rồi. Ít nhất là hai bên gia đình đi hỏi nhau về thì nói thế được không? Mày ăn thế này giàu mỡ. Mày đang mang bầu mày ăn lung tao lung tung thế này. Đi, đi để đấy. Ăn tạm bây giờ cũng chiều rồi, ăn làm gì? Anh đưa ra ngoài ăn bún các thứ. Thôi, em bảo không ăn rồi. Ăn tạm tối mang cơm sau. Mày ăn thế này về chiến lại chửi. Lúc rồi không ăn cơm đầy đủ vào. Tại lúc đấy ăn vặt thì nó ăn không về. Chiến mà ở nhà nó cho mày ăn đòn vì cái tội này. Không ăn cơm mày ăn bánh. Anh ăn không? Em dám nhiều. Thôi anh không ăn đâu. Mày xem. Thôi ăn tạm đi nha, sau tối nhớ ăn cơm nhá. Này, chị biết cái này của ai không? Không, chị thấy ở đây. Chị biết cái này của ai sao chị tự tiện chị lấy đồ của người khác đấy? Thì chị nhắn tin hỏi vào nhóm không ai trả lời thì sao chị biết là của ai được? Thì chị cũng phải hỏi em, hỏi ai chứ, tự nhiên chị đây là của em phải không? Của em. Thì tí nữa chị đi mua đầy nên bây giờ chị đang nói. Sao chị như thế nhở? Chị tự tiện lấy đồ của em đấy. Hiện thì bây giờ chị nhắn tin vào nhóm, chị có hỏi nhóm là đây là của ai nhưng không ai trả lời là sao chị biết được? Em vừa mua về em đã kịp ăn đâu, lúc sáng em mua về em đã kịp ăn đâu. Tí nữa chị đi mua đèn đen được chưa? Nhưng mà em không thích, chị đọc đồ, mặc đồ vào đồ của em. Thế là em làm máy hả? Ông ơi, chị cán bộ dưới đây mà chị không ăn nữa, bây giờ chị để đây. Em không thích đây. Em làm cái gì đấy? Em chẳng làm sao ạ. Chứ mà chị cậy chị là bạn với chị thì tao phải cưới đâu, mà chị đã lấy đồ linh tinh của em thế rồi. Ít nhất là hai bên gia đình đi hỏi nhau về thì nói thế được không hả? Em xin lỗi chị đi. Em chẳng sai, em xin lỗi thì chị lấy đồ em, chị chưa xin lỗi em. Em bắt bọn tụi chị bảo em không sai cái gì á? Em bảo chị lấy đồ của em làm gì? Chị đang bảo là chị không biết, là chị nhắn tin vào nhóm không ai trả lời, chị không biết. Bây giờ chị có làm có bao bánh ra đây em bắt bọn bà bà ấy cho chị đấy à? Chẳng có ăn gì nữa, tự tiện lấy đồ người khác như thế à? Chị sai trước thì em phải sai sau chứ. Chị chẳng làm gì sai với em cả. Mày bỏ bánh ở đấy thì không biết của ai rồi. Em thích thì chị mua mới em thôi. Em phải người gì thế. Nhưng mà em không thích, em thích đồ em mua em ăn. Em không thích đồ chị mua. Em thích thì em đừng muốn ném bỏ bánh của người chị. Đừng có thái độ gì thế. Chị nhìn em mấy ngày hôm nay đấy. Không muốn nói thì do là em là em chồng của anh Chiến thôi đấy. Em cũng nhìn chị lâu lắm rồi đấy. Trước chưa có chị ấy thì anh Chiến rất là thương em, mà từ có chị về phát là đồ gì anh Chiến cũng chẳng bao giờ anh Chiến quan tâm em nữa. Em ấy là em gái, em cũng chỉ nhất thời sau này em lấy chồng thôi, sau này em lấy chồng nó tự hiểu được. Đừng có khó khăn với nhau như thế. Chị cho mẹ bản thân chị đi. Bản thân chị chẳng làm sao cả. Từ sau nó động đồ của em nữa. Ừ, anh Chính biết em như này nhưng mà anh Chính không quyền gì hả? Để xem anh Chính bên người ngoài hay là bên người nhà. Bây giờ chị cũng không phải là người ngoài hay là người nhà gì nữa. Bây giờ chị ít nhất là cũng là chị dâu của em rồi. Em bảo là người ngoài thế nào? Em với chị với anh Chính đã cưới đâu? Chưa cưới mà giờ hai bên em thấy hai bên anh gia đình đi hỏi nhau chưa hả? Mẹ bảo là chưa cưới thế nào? Chị xem lại bản thân chị đi. Mẹ em không thích chị đâu. Mẹ em không thích nhưng mà bây giờ anh chị sống với anh Chiến hay sống với mẹ em hả? Bây giờ anh chị thích nhau, bây giờ anh chị cưới nhau, bây giờ chẳng lẽ bây giờ mẹ em không thích đâu, bọn chị bỏ nhau à hả? Thì đúng rồi. Rồi em đi nói thẳng với anh Chiến như thế cho anh chấp nhận được không? Chị đừng có cậy anh Chiến thương chị mà không nào. Em hơi một tí, em nói một tí là chị đâu chị mắng chị chửi em rồi nhá. Em đang sai đấy, em là người ít tuổi hơn chị, bây giờ em ném một vào người chị, em không xin lỗi chị thôi. Bây giờ em còn dở giọng đấy à, nói chị à? Em chẳng làm gì sai mà xin lỗi chị cả. Rồi em không làm gì sai, em là nhất được chưa? Vâng.
không cần đấy nữa mà chị làm làm sao? Em nói thế mà chị vẫn động vào đồ của em như thế à? Rồi từ nay chị không động đồ của em nữa đây, một của em ra em còn đi. Cứ sao